Thưa quý vị, tại tỉnh Hải Dương, mỗi tháng các cơ sở y tế cần từ 300 đơn vị máu trở lên. Nguồn máu thu được từ các chương trình hiến máu tình nguyện mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu này. Mỗi tháng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cần từ 1.300 đến 1.500 đơn vị máu, trong khi các bệnh viện tuyến tỉnh còn lại và trung tâm y tế cấp huyện cần khoảng 300 đơn vị máu một tháng. Tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là vào thời điểm nghỉ lễ, Tết, mùa hè. Các cơ sở y tế thường phải huy động nhân viên, người nhà bệnh nhân, lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ, thanh niên tình nguyện ở bên ngoài tham gia hiến máu hoặc mua máu từ bệnh viện tuyến trung ương để cấp cứu bệnh nhân nguy kịch. Hiện nay, tất cả xã phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có điện lưới quốc gia, nhưng theo thống kê, vẫn còn hơn 4.000 hộ chưa được sử dụng điện. Chưa có đường điện về tận thôn, bản, người dân đã tự dựng cột, kéo dây về sử dụng. Nguồn điện này vừa không bảo đảm điện áp mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Vì chưa được đầu tư hệ thống điện đến tận nhà, nên nhiều gia đình đã phải đầu tư cả chục triệu đồng để tự mua dây kéo điện. Đường điện cũng được chống tạm bằng tre, nứa hoặc vắt ngang sang thân cây ven đường, vừa mất mỹ quan, vừa không bảo đảm an toàn. Lúc mưa thì cũng nó nguy hiểm, nó có sấm sét, nó cứ chập điện đấy. Dùng cũng điện cũng chập chạm, nhưng mà đừng nghĩ họ kéo lên nhưng mà họ không kéo. Lào Cai còn 154 thôn bản thuộc 62 xã chưa được đầu tư hệ thống cấp điện, trong đó có hơn 4.000 hộ dân chưa được sử dụng điện và gần 4.200 hộ phải sử dụng điện tự kéo chưa bảo đảm an toàn. Thái toán tổng mức đầu tư đấy thì cần khoảng 930 tỷ đồng, và tỉnh Lào Cai đã đề xuất với Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ. Thì tuy nhiên thì đến nay thì Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt cái chương trình cấp điện nông thôn miền núi hải đảo giai đoạn 2021-2025, nên là chưa có kinh phí để thực hiện. Sử dụng điện an toàn là nhu cầu cấp thiết của người dân. Điện cũng góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng cao. Do đó, các ngành chức năng tỉnh Lào Cai cần sớm có giải pháp hỗ trợ để người dân được sử dụng điện, từ đó thuận lợi cho việc triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh của nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nghèo vùng cao biên giới, những năm qua, tập thể y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, từng bước trở thành chỗ dựa tin cậy cho người dân nơi cực Tây tỉnh Thanh Hóa và một số huyện lân cận của nước bạn Lào. Chị Vi Thị Nọ nhập viện vì sốt cao kèm đau bụng dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm ruột thừa cấp và phải mổ cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị, đến nay vết mổ đã khô và chị đã có thể đi lại bình thường. Trong quá trình mổ xong thì các bác sĩ cũng chăm sóc chu đáo tận tình, giờ sức khỏe chị cũng thấy ổn rồi. Không chỉ khám chữa bệnh cho người dân địa phương, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát còn khám và điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân người Lào. Bệnh viện đã cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ người bệnh về tiền viện phí, một phần chi phí ăn uống, giúp người bệnh yên tâm điều trị. Sau ngày thứ 5 điều trị, bệnh nhân đỡ hơn rất nhiều. Gia đình tôi cảm ơn các bác sĩ Việt Nam rất nhiều. 6 tháng đầu năm nay, mặc dù còn nhiều khó khăn, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã khám hơn 10.000 lượt, điều trị nội trú cho gần 3.000 người, xét nghiệm gần 20.000 mẫu sinh hóa và huyết học, thực hiện 174 ca phẫu thuật ngoại khoa. Những năm gần đây rất là khó khăn, trang thiết bị thì xuống cấp trầm trọng. Cũng mong các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm để giúp cho Bệnh viện Mường Lát ngày càng phát triển. Hiện có tới 40% số khoa có cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu. Chỉ số bác sĩ, dược sĩ đại học, điều dưỡng viên tính trên 1 vạn dân của huyện thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Từ mùng 1 tháng 7 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại huyện Quản Bạ, Xín Mần và thành phố Hà Giang. Số lợn bị tiêu hủy là 673 con với tổng trọng lượng 23,3 tấn. Chi cục thú y tỉnh đã thành lập tổ kiểm dịch động vật, tăng cường kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc ra vào địa bàn có dịch, cấp 187 lít hóa chất và 1,5 tấn vôi bột, thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại tại vùng dịch, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không vứt xác lợn bệnh, lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.